Thân Nguyễn rất vui được gặp lại anh chị và các bạn trong clip review đàn hôm nay. Anh chị và các bạn vừa được nghe âm thanh mà Thân Nguyễn đánh một đoạn trên cái đàn guitar full carbon, chất liệu full carbon nha. Rồi, ok. Trong clip hôm nay thì Thân Nguyễn sẽ giới thiệu đến anh chị và các bạn một cái đàn guitar cao cấp của hãng guitar Enea, có series là guitar Enea X4 Pro. Rồi. Ở phiên bản này thì nó cấu hình của nó là full chất liệu là carbon nhá. Rồi, cái này chắc là anh chị và các bạn cũng tìm hiểu nhiều rồi. Hôm nay thì Thân Nguyễn sẽ review thêm để anh chị và các bạn có cái nhìn khách quan và có cái lắng nghe nó chi tiết chân thực hơn. Và clip Thân Nguyễn thì quay trực tiếp đấy, để mình cùng lắng xem cấu hình và âm thanh của cây này. Thì đầu tiên thì đây là một cái đàn Thân Nguyễn vừa lấy về. Thì đây là một phiên bản 2023, là phiên bản mới nhất của hãng guitar Enea nhé. Đấy. Mặt top của nó là được làm từ carbon nguyên chất nhé. Mọi người có thể nhìn thấy này, nó có các cái sợi carbon nhìn rất là rõ ràng. Đấy. Ok, đấy, carbon là vật liệu rất là cứng, mọi người cũng biết rồi. Đây là một loại chất liệu cao cấp. Đấy, rất là cao cấp nhé. Tiếp theo, lưng hông của nó là gỗ carbon tổng hợp. Đấy. Cần đàn cũng là carbon composite. Còn mặt top là carbon nguyên chất. Đấy. Thông số nhà sản xuất như thế. Mặt phím này thì là cũng là một được đúc liền khối với cái đằng sau luôn, cũng là carbon luôn nhé. Mặt phím carbon luôn nhé. Ok. Dây trang bị là dây Elicer, khóa đúc vàng của hãng Enea. Đấy, nhập logo Enea luôn. Đấy, về cái đàn carbon này thì chắc là Thân Nguyễn cũng không phải nói nhiều nữa, thì mà mình cùng lắng nghe âm thanh là chính thôi, tại vì cây này nó cũng quá là nổi tiếng rồi. Mọi người review rất là nhiều rồi. Đây là hôm nay mình quan sát thêm. Đấy. Với những cây đàn guitar carbon thì giá nó rất là cao nhé. Như trên tay Thân Nguyễn đây thì cây này có giá là 17 triệu nhé. Tại thị trường Việt Nam. Rất là đẹp. Ở cây carbon này thì nó có thêm cây EQ này. EQ tổng hợp đa chức năng. Đấy, ở đây thì EQ nó có ghi chữ là EQ Enea luôn. Hãng làm rất là chỉnh chu. EQ này thì nó có cả tuner này, có cả mic bắt tiếng thùng này, có cả hiệu ứng như là reverb này, chorus này, đấy, delay. Đấy. Cái EQ nó hiện đại nhất hiện nay mà Thân Nguyễn cũng review rất là nhiều rồi. Nhưng mà cái EQ này thì chất âm của nó rất là ấm, nghe rất là hay. Thân Nguyễn test qua loa nghe rất là phê. Cái đàn này thì đi kèm của nó là một cái hộp da. Đấy, hộp da của hãng Enea. Cái hộp này của hãng luôn. Có in logo của hãng nhé. Đấy, có in logo của hãng này. Đấy. Ngoài hộp ra thì nó sẽ có thêm cả dây đeo này. Dây đeo nó đựng trong một cái hộp này. Đấy, rất là chỉnh chu nhé. Lúc đầu về mình tưởng là món quà gì trong này cơ. Không ngờ đấy là cái dây đeo đàn. À, dây đeo hộp đàn. À, đây là cái dây đeo đàn nhầm. Đây là cái dây đeo đàn nhé. Rồi. Còn đây là cái dây đeo hộp đàn. Đấy, dây đeo hộp cái hộp đựng đàn ấy. Tiếp theo là cái dây line cho EQ này. Đấy. Và cái lục trình cần. Cái dây sạc cho EQ. EQ này sử dụng pin sạc và mình phải có cái dây này để mình cắm vào mình sạc nhé. Rồi. Ngoài ra thì có mấy quyển Batalo nói về hãng. Đấy. Ở đây có nói về cái EQ, chức năng của EQ. Đấy. Đây thì nói về hãng đàn Enea X4 và hướng dẫn sử dụng. Đấy. Đây là sách. Đấy. Thì các bạn mua thì nó mình sẽ phun hộp đầy đủ các món như thế. Ok. Rồi sau đây thì mình sẽ test âm thanh để mọi người cùng lắng nghe.
Thân Nguyễn đang vừa cắt móng tay để đánh piano cho nên là đang cắt hết móng tay, cho nên là mình phải dùng cái bích chảy này để đánh cho nó âm thanh nó to, nó vang. Mình đánh móng tay không có móng tay mình đánh tiếng nó bé lắm. Rồi mọi người cùng lắng nghe lại cái âm thanh mộc của nó, rồi sau đấy mình sẽ test EQ cũng như là mình sẽ cắm vào âm ly để xem là âm thanh nó như thế nào nhé. Đầu tiên các bạn nghe âm thanh mộc của nó ở thế dây buông. Bạn có thể thấy là âm thanh của nó rất là trong sạch đấy, nghe trong sáng luôn đấy, nghe kiểu không có cái chút gọi là rung dây hay là tạp âm gì cả, nghe nó rất là trong như tiếng nước chảy ấy. Nó rất là trong, nghe tiếng rất là trong. Điều nữa là người ta làm cái lỗ ở đây này, cái lỗ thoát âm ở đây, cho nên là khi mình đánh mình nghe luôn, nó vọng vào tai luôn đấy, nó nghe rất là to nhé. Khác với nó nằm ở đây nó phản ra ngoài, nhưng mà ở đây nó xuyên thẳng lên luôn như thế này, các bạn nghe nó to lắm, âm thanh nó to, nghe mình nghe trực tiếp nó nghe nó to lắm, mình đánh nghe rất là uy lực. Khá là hay khi mà thiết kế một cái lỗ đàn ở đây để mình đánh, nó cảm giác nó nghe nó kiểu đang ngồi rất là gần cái lỗ cộng hưởng này. Mình thử thế tay cao xem. Khác với loại gỗ mà như nước ngoài người ta làm những dòng đàn mà dòng gỗ ép mà xử lý gỗ để cho ra chất âm, nó cây này nó cũng nghe kiểu na ná như thế, nhưng mà nghe nó trong và nó vang, nó sạch hơn nhiều. Bản chất của nó là carbon thì chắc chắn là âm thanh của nó sẽ khác biệt rồi. Rồi bây giờ mình sẽ thử cái EQ hiệu ứng này nhé. Ở cái EQ hiệu ứng này thì mình đầu tiên là ở cái EQ này thì nó tích hợp cho mình cả cái chức năng lên dây đấy. Đây mình ấn vào đây là nó hiển lên cái chức năng lên dây này. Đấy, ấn vào cái chữ tuner đấy. Đấy, cái các bạn có thể lên dây ở đây. Thấy chưa? Đấy. Rồi, các bạn muốn sử dụng EQ thì các bạn phải tắt cái tuner này đi. Rồi, các bạn qua cái chữ volume, các bạn đè xuống. Rồi, thì nó sáng cái đèn ở chỗ cái cổng sạc này lên. Thì đấy là khi là bật chức năng của cái EQ này lên rồi. Và cái EQ này nó sẽ có một cái loa nhỏ ở bên trong để có thể mình chơi trên đàn luôn nha. Rồi bây giờ mình các bạn nghe này. Đấy. Đây là bật EQ lên là tiếng nó to hơn nhiều. Tiếng nó to hơn nhiều nhá. Đây ví dụ mình tắt volume đi này. Đây các bạn nghe này. Rồi mình bật volume lên này. Đấy. Đây đang ở hiệu ứng cho rớt cho nên là nghe nó sẽ cũng không khác biệt lắm đâu. Bây giờ mình cho chức năng delay ra nhé, các bạn nghe nhé, reverb nhé. Đấy, riêng cái này là các bạn nghe phát là các bạn biết ngay này, chức năng nhái lại của dây đàn. Đấy. Này, các bạn thấy nó rung không?
chức năng này có thể cho chúng ta là chơi ngay trên trên cái đàn, nó rất là hay. Cho rớt nha, cho rớt này, cho phòng to luôn này. Đấy, mình đang để chức năng cho rớt vào ở chế độ 2, có nghĩa là nó đang giả lập trong một cái phòng to. Đấy, các bạn có thể nghe tiếng kiểu nó hơi vọng không? Đấy, nó rất là hay. Rất là to các bạn nhé, nghe rất là hay, tại vì nó xuyên vào tai luôn đấy, không cần phải dùng loa nữa rồi nhé. Nhưng có EQ này mình không cần dùng loa nữa. Giờ mình tắt cái EQ này đi nhé, rồi mình sẽ cắm vào loa. Ở loa thì mình đã chuẩn bị dây lai ở đây rồi. Đấy, các bạn chỉ cần mình chỉ cần cắm vào đây nữa thôi. Các bạn cắm vào đây. Rồi, cắm vào đây xong thì các bạn phải tắt trên này đi nhé. Các bạn tắt ở trên này đi rồi và các bạn bật loa lên thôi. Ok, mình đã cắm vào âm ly rồi nhé. Đấy, mình đã cắm vào âm ly rồi này. Và bây giờ mình sẽ phát trực tiếp cái âm ly đấy ra để mình cho các bạn cùng nghe luôn nhé. Rồi đầu tiên thì mình sẽ tắt volume đi đó nhé. Mình tắt volume này, mình đánh cho các bạn là âm thanh mộc của nó này. Đúng không? Rồi bây giờ mình vặn volume lên nhá. Đấy, tắt này. Ok nhá. Đấy, các bạn không thì các bạn này bảo mình là edit chỉnh nhá. Đấy, đây mình quay cho các bạn là thật 100%. EQ này thì âm thanh lên loa rất là hay, nó y hệt cái âm thanh mộc bên ngoài của cái đàn nhá. Khác với những EQ rẻ tiền khác thì nghe nó rất là mỏng bát, nhưng mà con này nghe rất là dày. Đấy, con này nghe rất là khá là dày nhá. Rồi bây giờ mình cho chức năng lên này. Mình cho chức năng là phòng to nhá, phòng to này. Đấy. Các bạn không cần phải chỉnh âm ly nữa nhá, các bạn chỉnh EQ được rồi. Vòng nhá, mình cho chức năng vòng nhỏ này. Đánh từng cái một để các bạn cũng nghe thôi. Rồi bây giờ mình cho chức năng cho rớt lên. Cho rớt.
này thì mình đánh nó như kiểu là hai cái đàn song song đánh một lúc ấy. Đấy, nghe nó kiểu ảo ảo. Rồi bây giờ mình cho chức năng delay. Đấy, delay thì các bạn biết rồi. Đấy, nó nhảy lại rất là ác nhá. Mình cho nhỏ thôi. Không nó nhảy lại nó nghe nó kinh lắm. Hôm nay thì mình đã cắt móng tay cho nên mình không tỉa được. Mình phải dùng cái pick này để mình tỉa lốt cho các bạn nghe. Đấy, ok. Thì bây giờ mình đánh, mình tắt đi, mình đánh bình thường nhá. Mình tắt hết chức năng, mình đánh bình thường này. Đây là mình tắt hết chức năng rồi. Của cái EQ sau khi lên loa. Bây giờ mình tắt EQ và mình rút ra cái EQ ra. Rồi mình rút EQ ra này. Rồi mình đánh lại cho các bạn cùng nghe này. Mặc dù clip này nó không có móng tay nhưng mình vẫn cố gắng để review chi tiết cho các bạn được nghe đấy và xem chi tiết nhá. Đấy thì cây này nó đúng là giá 17 triệu thì có khác thôi, mình ôm một tí nữa thì mình lại đánh đến tối mất. Ok, clip này thì mình sẽ dừng ở đây. Và cây carbon này đang được phân phối tại Thân Nguyễn Guitar và số lượng rất là ít, cho nên là anh chị và các bạn có nhu cầu thì hãy liên hệ Thân Nguyễn nhé, tại khu vực Hà Nội hoặc là Thân Nguyễn có thể ship cho mọi người nhé. Ở cây carbon này thì nó sẽ là hàng full bore đập thùng. Mọi người có thể xem tí clip trước khi là đặt mua cái đàn này. Ok. Qua Thân Nguyễn ngay để sở hữu cho mình cây đàn guitar carbon nhá.